Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 vừa phát hiện hai phương tiện vỏ là tàu cá nhưng bụng lại chở hàng chục ngàn lít dầu trái phép. Khuya ngày 13 tháng 6 đến 4 giờ rạng sáng hôm qua, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện hai tàu cá nghi vấn ở khu vực biển cách phía bắc vùng trồng lấn Việt Nam, Malaysia khoảng 5 hải lý. Qua kiểm tra, thuyền trưởng hai phương tiện là ông Nguyễn Chí Đức, ngụ thị xã Gò Công và ông Hồ Tiến Dũng ở Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Cả hai tàu đều do ông Nguyễn Hoàng Long ở Tiền Giang sở hữu. Bên ngoài là tàu chở cá, nhưng khoang lại chứa hơn 130.000 lít dầu DO. Theo lời khai của thuyền trưởng thì toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổ công tác lập biên bản vi phạm, niêm phong hàng hóa và đưa các phương tiện về cảng hải đội 421 ở tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra.